Hồi đầu tháng 4, để kỷ niệm 50 năm ngày quân đội Úc rút khỏi cuộc xâm lược Việt Nam, Sở Đúc Tiền Hoàng gia Úc đã phát hành hai đồng tiền lưu niệm có mệnh giá 2 đô la Úc có màu bạc và vàng. Cả hai đồng đều in biểu tượng lá cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hòa. Phản ứng vấn đề này, tại cuộc họp báo thường kỳ ở Hà Nội hôm 4 tháng 5, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thị Thu Hằng đã đề nghị Úc dừng lưu hành các ấn phẩm có in hình cờ vàng và không để tái diễn các sự việc tương tự. Đáp lại phát ngôn này của phía Việt Nam, các tổ chức chống cộng hải ngoại đã nhao nhao lên rằng cờ vàng được Úc thừa nhận và rằng chính phủ Việt Nam cần bỏ tâm trạng tiểu nhân và thù hận. Số khác thì ổ lên ca ngợi nước Úc, nói rằng người Úc rất trọng danh dự và họ không bao giờ bỏ quên những đồng minh cũ. Khi trả lời phỏng vấn đài RFA tiếng Việt hôm 5 tháng 5, Nguyễn Anh Dũng, chủ tịch tổ chức Cộng đồng Người Việt Tự do Tiểu bang Tây Úc đã chống nạnh nói lớn rằng nhà cầm quyền Việt Nam phải nên học hỏi cách đối xử ngoại giao văn minh. Người Úc ra đồng tiền đó để kỷ niệm một mốc thời gian người Úc đến Việt Nam để giúp miền Nam chiến đấu với Cộng sản. Và ông ta cho rằng nhà cầm quyền Việt Nam chiếm miền Nam nên mặc cảm tội lỗi và không muốn ai nhìn thấy thời điểm lịch sử đó nữa. Thật nực cười với những suy nghĩ kiểu này. Đồng xu lưu niệm được sản xuất để kỷ niệm 50 năm ngày quân đội Úc rút khỏi chiến tranh Việt Nam, một tin vui với những người lính Úc khi đó. Nói tránh ra là nó được sản xuất nhân dịp Úc bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa, kệ cho cái chính thể tham nhũng và độc tài ấy tự chết vào 2 năm sau. Các nhóm cờ vàng hải ngoại nên nhớ, mình chỉ là đám bại binh ở nhờ các nước phương Tây, chứ chẳng phải là đồng minh gì sắt. Sở Đúc Tiền Hoàng gia Úc đã phản hồi email của RFA cho biết, thiết kế của đồng xu phản ánh màu sắc của các giải huy chương nghĩa vụ được trao cho những người Úc từng phục vụ tại Việt Nam, bao gồm huy chương phục vụ Việt Nam, được giới thiệu vào năm 1968. Chính phủ Úc không công nhận quốc kỳ của Việt Nam Cộng Hòa cũ. Vừa rút quân khỏi miền Nam Việt Nam, Úc đã lập tức thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngay trong năm 1973. Vậy nên tháng 2 năm nay đã đánh dấu kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Úc và Việt Nam. Như vậy, cuộc rút quân của nước Úc chẳng khác gì một sự thừa nhận rằng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa xứng đáng thiết lập quyền lãnh đạo trên toàn Việt Nam. Nhìn vào đây, ta càng thấy Việt Nam Cộng Hòa chỉ là một con bù nhìn được dựng lên bởi các nước thực dân cũ và mới. Việt Nam Cộng Hòa không có chính nghĩa. Đó chính là một trong những lý do quan trọng khiến Úc nhanh chóng quay xe vào năm 1973. Mới đây nhất, Thủ tướng Anthony Albanese đã tiếp đón Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ đến thăm Úc tháng 11 năm 2022. Thống nhất sẽ nâng cấp quan hệ lên tầm đối tác chiến lược toàn diện. Sau đó, Thủ tướng Anthony Albanese đã gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị Thượng đỉnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Trong dịp đó, ông Phạm Minh Chính đã cảm ơn Úc đã gia tăng viện trợ phát triển chính thức cho Việt Nam thêm 18% trong năm tài khoá 2022-2023. Cả hai cuộc gặp gỡ cấp cao, Thủ tướng Anthony Albanese không hề công khai đề cập một lời nào về hồ sơ nhân quyền yếu kém của chính quyền Việt Nam. Chứng kiến cảnh dân cờ vàng biểu tình cả tháng trước cửa văn phòng Ngoại trưởng Úc Marie Payne để đòi bà này thúc giục Việt Nam thả công dân Úc Châu Văn Khảm, họ đã không hề được bà Payne gặp mặt hay hồi âm. Khi trở về nhà, họ ức đến nỗi gào lên trên mạng rằng chính phủ Úc đang coi mình là công dân hạng hai và nhúm công dân Úc cờ vàng kia rõ ràng đang làm những việc cản trở, gây ảnh hưởng đến quan hệ hai nước.